mở những cái set mùa mới. Yeah. Và hôm nay cái set mùa của chúng ta sẽ là mùa thả may bồng bềnh cho mọi người. Trời đất ơi, nghe cái tên là thấy một cái sợi mà cute hộp me tràn ngập trong cái trái tim mà dê rồi đập đập rồi bật luôn đó bé. Trời đất ơi, cưng đậu vân thỏ rồi tóc thỏ may cho xỉu xỉu. Cái tóc này á không biết là mình có thể thay đổi màu tóc không ta, để xíu là bà dê đổi cái tóc này vô thử, sau đó là bà dê ghé qua bên cái chỗ tiệm làm tóc đó, mình thay đổi được màu tóc á thì mình sẽ quất cái đầu màu hồng. Sao mà đó được, giống tưởng tượng như ở ngoài mình vậy nè đó. Bình thường bà dê sẽ cột như vậy sẽ rất là giống với nhân vật ngoài đời của tôi luôn. Nhưng mà trước khi muốn mở những cái set mùa này, mọi người có thấy là nó đang còn bị khóa rất là nhiều đúng không? Đúng, đúng. Thì tôi biết là sẽ vào liền cái phần hộp thư. Mỗi tháng thì nhà game đều cho bà dê những cái phần của bạc nơ đó mọi người, những cái phần thưởng và những cái chấn động bật kè của bạc nơ, chỉ riêng bạc nơ thôi. Đầu tiên sẽ là 3.000 điểm vương miện nha mọi người ơi. Ú là la. Tiếp theo sẽ thêm một cái đó là vé VIP để mình mở full xếp hồ cho chị em luôn. Nice. Rồi, bây giờ không nói nhiều, bà dê sẽ vào liền cho nó để mở cho chị em nhà tôi cho coi nè. À, mình đứng tại ngay cái trước ngôi nhà của mình luôn để mình mở. Và hiện tại là nhà bà dê đã đạt được 10,2 triệu sao rồi đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã vào nhà bà dê và thả sao cho bà dê mỗi ngày, còn thả tim cho bà dê nữa. Mãi yêu mọi người. Rồi, không nói nhiều, vô liền luôn. Yeah boy. Rồi, 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 vào liền cho nóng. Đầu tiên thì bà dê sẽ mở những cái vé miễn phí trước nha chị em ơi đã. Vé miễn phí của chúng ta đầu tiên sẽ là 250 tiền sao, 250 tiền sao và 250 tiền sao luôn. À, tiếp theo sẽ đạt là một cái hộp thường nha mọi người. Đã, một cái hộp thường mình sẽ có hai món. Thứ nhất là 22 tiền sao, thứ hai sẽ là một cái biếm tóc màu nâu. Quá, lần đầu bà dê nhận được cái biếm tóc này luôn á mọi người. Biếm tóc này đó là cái biếm tóc đầu tiên á mà bà dê đã sử dụng để làm cho cái nhân vật đầu tiên trong game của bà dê đó là bộ đồ Doraemon. À, hồi xưa là bà dê sử dụng cái này rồi đội thêm cái nón mà màu xanh xanh của họ chị em Doraemon mình nữa mọi người, rất là ok và cute luôn. Đó, cái đầu cột hai chùm tóc thỏ mày là cũng ở dưới đây mở được cái hộp thường cái biếm tóc luôn. À, một cái sự trùng hợp chấn động bờ hồ, chấn động bờ kè luôn mọi người. Ok, ok, bây giờ bà dê tiếp tục sẽ mở tới những phần thường miễn phí. À, có cái băng đô tay thỏ mày nữa mọi người. Cái xíu là bà dê sẽ mở nha. Nhẫn kim cương của tôi thấy buồn bã ghê luôn mọi người. Nghĩ sao á mà bà dê có 100 mấy kim cương à, mà qua bên nó thầy đất là 1,600 mấy kim cương. Trời đất ơi, không biết là ổng để dành kim cương hay là ổng mua gì dữ thần lắm hay gì á mà sao quá trời vậy trời. Trời ơi, cái đầm thỏ mai trên đây siêu cute luôn mọi người, giống như là một cái đầm Lolita vậy đó chị em đó. Chiếc đầm Lolita ngoài đời thật của bà dê luôn. À, rất là cute. Hình như là bà dê cũng có một chiếc đầm màu xanh xanh giống vậy nè, rất là dễ thương mọi người. À đó, ủa hôm nay được cái thùng tay áo ngắn vàng á, sơ mi vàng phủ bóng rồi đó. Ok, rồi mình lại mở tiếp tục tới tiền sao và không còn gì nữa là tiền sao. Và sẽ mở được một viên kim cương cực kỳ là quý giá chị men. Vô cái game này á là thấy cái màu tím của kim cương là thấy một cái sự mà giàu có và rất kích rồi bé ơi. Bởi vậy mà mở được kim cương càng nhiều là mình càng có rất kích. Mình càng toát lên sự rất kích vậy. Nhiều lắm. Tự nhiên cái được những cái bồn tiểu và thấy những thứ này trong nhà mình sẽ tôi biết rồi, cái đó là gánh cho tôi xài đó. Nhưng mà tôi tặng anh đi chứ tặng em chứ trời, không hiểu đâu mọi người ơi. Rồi thêm một cái kính râm hoàng hôn nữa, vô nhà vệ sinh nam mà đeo cái kính râm hoàng hôn là ta nói không hiểu gì luôn. Ok, màu sắc cực kỳ là ấn tượng luôn ha mọi người. Bây giờ bà dê sẽ tiếp tục mở, tại vì bà dê phải mở lẹ lẹ mấy cái phần miễn phí để mình còn lớn qua bên cái phần vé chip. Trời đất ơi, mở nhà nhỏ cái. Bà dê đang quay game mà thầy đất quậy ở dưới mọi người, mở nhạc sùm xà đùm luôn hà. Rồi tiếp theo cho cái mùa này là mùa mới, bởi vậy là mình phải mở liền cho nóng, mở liền tới công chuyện cho bà dê. À, một cái hộp cao cấp 55 tiền sao, một lon Coca Cola và thêm một cái kính râm tròn nhỏ. Hôm nay được khá là nhiều đồ, ví dụ như là tóc nè mọi người, kính râm và có thêm áo thun nữa nha, rất là ok la. Mà cái bồn tiểu hơi sai xíu là rồi. Trời trời trời, cái hộp sang trọng chính là cái chiếc hộp cúng cùi. Đó, trong này sẽ có 4 món. Thứ nhất là tiền sao, thứ hai là cái bảng đen. Hãy im lặng nếu không tên bạn sẽ bị ghi lên bảng. Trời ơi, sắp đi học rồi. À, có cái bảng đen nữa, giống như là bị ghi tên vô sổ đầu bài đồ đó chị em, rất là chấn động. Thêm cái set đồ uống nữa rồi. Thêm set đồ uống rượu rồi
ghi tên lên bảng chắc rồi đó. Rồi, dài cổ cao nè Cam. Rồi, ok. Khá là khu te học me. Hôm nay là mở được rất là nhiều món và dễ thương luôn. Nhưng mà bà Dê vẫn phái mở vé VIP thôi. Mọi người chờ đợi vé VIP của bà Dê nè. Đầu tiên sẽ là cưng đậu vân thỏ cửa trên đám mây bồng bên. Vậy có khi nào cái bạn này á mình leo lên là mình có thể cưỡi được, là mình chạy ngoài đường luôn mọi người. Trời ơi, có cánh bay 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 đó kìa. Quê. Cái hướng xỉa mới có cái gì. Bên Play Together là mình sẽ có những cái bạn nhân vật, những cái bạn mà kiểu thú cưng mà có thể bay được như chim vậy đó chị em đó. Nhiều khi là mình nuôi mấy bạn nó lớn lên full cấp cho mặc đồ, rồi mình có thể là cưỡi lên người mấy bạn đó mình bay bà B cũng khoái cái này, đó là tóc thỏ bay nè. Ủa cái tóc này dài dữ vậy ta. Khoái. Trời ơi mái tóc mềm mại như mây luôn. Chiếc tóc này bà Dê thấy là dài gần tới cái chân của mình luôn á mọi người. Rất là cute, vé VIP luôn nha mọi người. Tí xíu là bà Dê mà đổi được cái màu này là ta nói là tới công chuyện với bà Dê luôn. Tại vì cái tóc này có cái mái ngố nè, rồi có cái hai cái bát giống như là bà Dê ở ngoài vậy đó mọi người. Mà mình đổi được màu tóc màu hồng nữa là ok là lắm luôn. Không biết là đổi được hay không thôi. Để xem bà Dê thử. Rồi, thỉnh thêm được một cái nữa là tai thỏ mây nha. Vỡn tai lên, tôi có thể nghe thấy giọng nói của bạn từ xa. Ok la, quá hay luôn em trai ơi. Rồi, tiếp theo mình sẽ mở tới tiền sao và thêm một cái đầm thỏ mây cho. Cái này xinh xỉu mọi người. Trời ơi, cái mùa này ta nói là bánh bèo kia sao học lụ dễ sợ. Nhưng mà cái mùa này đối với thầy Đức và Mr. Dịch thì... hơi sai á bé. Thầy Đức mặc vô chắc lạ lắm thầy Đức. Trời ơi, cái vụ gì đây? Trời ơi, thầy Đức chăm dịch mà mặc vô là hơi bị kỳ đó bé, hơi kệ đi. Nè, hôm bữa trước nghe là tôi thấy có cái bộ gì mà mèo mẫm mỉm, mèo tam thể nè. Nguyên cái xe đó tôi không xài được cái gì hết trơn á. Cái xe này cũng đâu xài được đâu. Tôi cho bà luôn á, tôi xài rồi đi. Đâu cho được, trời đất ơi, mỗi người mỗi bạch nơ, mỗi mùa mỗi được một bộ chứ, tôi đâu có biết. Rồi ok, cái đợt này là quá trời đồ cute học me của mấy bà bánh bèo luôn nên phải vô liền cho nóng với bà Dê luôn nha. Ok. Dày thỏ mây cảm giác như đang dạo bước trên mây, trời ơi quá đã, tự nhiên quá đã vậy trời. Rồi tiếp theo sẽ được một cái cánh thỏ mây nha mọi người. Có đôi cánh thiên thần nữa. Trời ơi, cùng bay tới những đám mây lớn trên bầu trời cao. Cùng bay lên nào, bay tới công chuyện bay quá trời bay luôn. Đó, cái gương bé đó, đây tới tiếp tới sẽ là mặt thỏ mây đó. Mình không thể thiếu một cái gương mặt á mà kiểu là nghe thơ rồi đó. Trời nhìn bay nghe thơ không? Kiểu là mình chiêu chiêu nghe thơ rồi đó. Yểu điệu thục nữ rồi đó, là gương mặt này vừa dễ thương vừa đáng yêu vừa nghe thơ như bà Dê vậy đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ tới 500 tiền sao. Ú là trời, giường thỏ mây hả? Chết rồi, chết trong cái sự dễ thương này rồi mọi người ơi. Sao mà cu te dữ thật vậy trời. Chợt mắt trên đám mây bồng bềnh nó chứa xanh lé luôn. Trời ơi cu te quá. Cái này á mà có thật ở ngoài đời chiếc giường như này thì bà Dê cũng rất là phái. Tại vì bà Dê vừa phái màu xanh dương, vừa có thích một chút màu hồng nữa. Mà cái chiếc giường này là sự kết hợp hoàn hảo. Rất là hoàn hảo, ta nói là VIP bờ rồ mắt luôn mọi người ơi. Đẹp quá trời ơi. Anh 21 nữa anh chế tạo chiếc giường này cho em được không anh? Trời ơi đơn giản thôi bà, xích qua đi. Giường nào tôi chế cũng được hết trơn, nếu như là chỉ cần chế thích là được. Ok nhái mọi người, mốt này bà Dê phải phát phá chê chạy nước miếng cái giường này mới được. Cái này là gì đây? Canopy thỏ mây mơ được bay trên những đám mây bồng bềnh. Ủa cái này là cái gì vậy ta? Cái này bà Dê thấy giống như là một cái đồ để trang trí trong nhà mình vậy mọi người. Giống như là trang trí ở trên cái chỗ ngủ của mình á. Có những cái đám mây thả xuống như vậy, bà Dê người sẽ bật đèn đồ, sau đó là nó sẽ lấp lánh chiêu chiêu ngay cái chỗ ngủ của mình. Chứ là bà Dê sẽ lấy ra thử nha. Ok bây giờ mình sẽ tiếp tục với lại tiền sao và thêm một cái đèn đứng thỏ mây luôn. Trời ơi cô tê xỉu luôn, lấp lánh như một đám mây ngập tràn ánh nắng luôn chị em, rất là dễ thương luôn. Rồi mình mở xương xô, mở xa xa hơi, mở nhiều quá nó ố về nó lố lăng đó. Bây giờ cái cuối cùng chắc chắn phải được thêm một bạn gấu mùa, đó là bạn gấu thỏ mây nha. Là một chú gấu cực kỳ là đáng yêu luôn mọi người. Nhưng mà chú gấu này đang ngủ mắt hơi chiêu chiêu, đâm chiêu xíu, nhưng mà nhìn rất là cơ te hộp me ha. Chú gấu này còn ôm một bạn thỏ màu hồng lè hồng lét nữa. Trời ơi cái này là sự kết hợp giữa màu xanh dương và màu hồng. Ta nói là tới công chuyện với bà Dê luôn. Quá là cơ te, trời ơi lung lắc mùa hè quá. Rồi bây giờ bà Dê sẽ thử mở quên cái phần ba lô đấy. Cưng đậu không thỏ
phải mặc cái bộ đồ thỏ rồi đúng không ta? Rồi từ từ mình hãy vô trong kia. Đây, cái đầm thỏ nè mọi người, đôi giày, đôi cánh và thêm một cái nón nữa. Trời đất ơi, tóc đầu. Tóc tụi đầu, mặt tụi đầu, tóc đây, mặt đầu, mặt đây luôn. Trời ơi, dễ thương xỉu, trời ơi, tôi teo quá. Ờ, đó coi quá đỉnh cao luôn mọi người ơi. Càng ngày Play Together càng ra nhiều cái món mà không kìm lòng nổi cái sự mà dễ thương cute hột me của chị em mình. Đó, bà Dê đổi cái mắt kính màu trắng luôn, nhìn cho nó hợp kịch sếp xíu nha mọi người ơi. Rồi, bây giờ bà VV sẽ cưỡi thử bé này. Dễ thương chưa, dễ thương chưa? À, nhìn đằng sau là thấy rất là nhiều nơ và xinh chưa luôn đó mọi người. Quá là cute luôn. Bay lên, bay lên, bay lên. Về búp bê cute hột me. Trời, dễ thương quá, dễ thương quá. Đẹp anh. Ủa, rồi bà đua con đó, bà cho nó ăn cái gì? Mình bay vô nhà để mình trang trí những cái món hồi nãy giờ mình mở được nha. Ôi, mọi người phải vào liền để lấy cái set này. Tại vì bà Dê thấy cái set này nó cực kỳ cute luôn mọi người ơi. Muốn xỉu lên xỉu xuống luôn. Ok la, bà Dê đang ở trong một cái căn phòng. Vừa bước vô căn nhà của tôi là sẽ thấy liền luôn mọi người đã. Bà Dê quyết định là sẽ trang trí những cái món đồ thỏ bông ở đây nha. Okay. Rồi ok. Đây bây giờ bà Dê đầu tiên sẽ lên liền chiếc giường thỏ bông ra. Tại vì ổ thỏ may mọi người ơi. Trời ơi, tại vì nó cute nghĩ là để chiếc giường ngay giữa phòng luôn, hình khá là đẹp hơn phòng kỳ lắm. Thôi để đây đi. để xoay xoay đây nha. Rồi tiếp theo sẽ được một bạn gấu thỏ may nữa để kế bên luôn. À, những cái set mùa này thì bà Dê sẽ để gần gần đây để cho chị em có thể xem đồ thật ở ngoài đời đó, để cho chị em xem tham khảo ha. Còn á hả, ví dụ như mà khi mà cái mùa đó qua lâu rồi thì bà Dê sẽ đem những cái bạn gấu mà từng mùa như thế này á, bà Dê đem chân lên một cái nơi mà cao cao là nguyên một cái dọc á sẽ là xếp mùa gấu thôi, để cho chị em có thể dễ nhận biết được. À rồi ok, tiếp theo là một cái đèn đứng thỏ may đó. Rồi hết rồi mọi người ơi. À, có như đó nhưng mà đặc biệt là bộ đồ thỏ cực kỳ cute luôn. Rồi bây giờ cái này thì bà Dê nghĩ là sẽ gắn lên tường được giống vậy đó, gắn lên để sát như là cái giường luôn mọi người, nhìn rất là chiêu chiêu. Và cái này kế bên sẽ để ngay cái giường luôn, nhìn khá là ok la ha. Rồi ok ok. Ôi nhiên này chu ra kỳ quá. Mình để nghiêng nghiêng vậy cho lạ mọi người. Xong view cái khu này nhìn rất là may và bồng bềnh luôn á. Cái này bà Dê nghĩ nếu mà mình mua những cái đám mây mình trang trí ngoài đây giống như là mây bay 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 rồi khói bung 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 ra rất là đẹp á mọi người. Ok rồi, bây giờ bà Dê sẽ leo lên đây thử. À, mình nằm ngủ thử. Trời đất ơi, dễ thương quá. Cute xỉu luôn. Quá cute quá. Trời ơi, ngủ kế bên ông nội gấu đậu cũng ngủ rồi là mọi người. Vừa ôm và thả vừa ngủ siêu cute luôn ha. Rồi ok, sau khi ngủ rồi thì mình sẽ quyết định là mình sẽ leo lên đây thử coi này bật đèn được không. Ở cái này để trang trí hay gì à chị em ơi? À, cái này để trang trí, còn cái này mới bật đèn nè. Ủa, cái gì trước mà Dê vậy? À, mình lớn ra đây nha. À, ok, ok. Rồi, qua đây thì bà Dê sẽ lớn lên đây được. Trời ơi, cái này mà chạy được trong đây là ok lắm luôn. Ờ, cái này đúng đây là không có thể bật được gì hết trơn mọi người. Cái này chỉ để trang trí à. À, rất là ok. Quá là cute hộp me bà Dê luôn rồi. Ờ, cái bộ này xinh xỉu á chị em, nhìn rất là giống búp bê luôn. Ờ, dễ thương quá, dễ thương quá. Tỏi gì mình chưa xem không ta? À, để bà Dê xem bên cái phần hộp thư coi có cái gì mới không. Ồ, hôm nay nhà game tặng cho mình phần thưởng đặc biệt, đó là một cái bốc thăm kỳ lân cầu vồng nha. Để mình mở ra được cái bàn bếp kỳ lân. Trời đất ơi. Ờ, cái này tôi có mấy chục cái rồi, rồi tôi tức ghê á. Rồi tôi tiêu bảng gỗ đen. À, cái này để viết chia mọi người. Cái khung này mình có thể là mình trưng những cái bạn côn trùng mình bắt được, mình trang trí trong nhà. À, rất là ok la luôn ha. Ok, xong rồi, xong rồi. Hôm nay thì bà Dê đã review xong cái set thỏ may cực kỳ là cute rồi. Nếu mà mọi người có thích cái set này giống bà Dê thì đừng quên là tặng liền cho tôi một cái nút đăng ký nha mọi người ơi, để kênh VV Official đạt 700.000 subscribe. Cảm ơn tất cả chị em đã luôn ủng hộ tôi trong hơn một năm qua. À, I love you mọi người rất là nhiều. Đây là kênh game của bà Dê và được chị em ủng hộ rất là nhiều luôn. À, chị em nhớ là đừng quên theo dõi comment những cái ý tưởng chị em muốn bà Dê làm nữa nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả chị em và hẹn chị em của bà Dê clip tiếp theo.